Tại sao cứ cách một khoảng thời gian, trái đất lại xảy ra một sự kiện tuyệt chủng? Nếu như không có những sự kiện tuyệt chủng đó, liệu trái đất có phải đã sớm xuất hiện sinh vật thông minh hay không? Hôm nay, điều tôi muốn nói không phải là một trong năm vụ đại tuyệt chủng, nhưng nó chắc chắn là một cuộc đại tái sắp xếp của sinh giới. Chắc chắn sẽ có người thích trời mưa, nhưng nếu cơn mưa đó không phải kéo dài vài ngày hay vài tháng, mà là rơi liên tục suốt gần 2 triệu năm thì sao? Đúng vậy. Lúc đó, trái đất không còn là một quả cầu nước, mà giống như một quả cầu nước mắt. Bạn tưởng đây là trận đại hồng thủy trong thần thoại. Không không không, đây là sự kiện từng xảy ra cách đây chỉ 234 triệu năm. Nó được gọi là sự kiện mưa Canyon. Vậy điều gì đã gây ra trận mưa này? Và tại sao nó lại kéo dài lâu đến vậy? Xin chào người trái đất, tôi là Nusik đây. Giờ lại phải phiền bạn cùng tôi trở về 234 triệu năm trước một chuyến để xem rốt cuộc trận mưa này là chuyện gì. Hãy tưởng tượng xem, vào 234 triệu năm trước, trái đất đang ở trong một kỷ nguyên gọi là Tam Điệp. Và câu chuyện về cơn mưa không bao giờ dứt này đã xảy ra trong một giai đoạn tưởng chừng bình thường của thời kỳ đó. So với toàn bộ sự kỳ quái của kỳ Tam Điệp, thì Canyon đúng là trông rất bình thường. Lúc đó, thế giới dưới chân chúng ta trông hoàn toàn khác bây giờ. Toàn bộ lục địa khi đó ôm sát lại với nhau, hợp thành siêu lục địa khổng lồ mang tên Pangaea. Chỉ riêng nó đã chiếm hơn 1/3 diện tích bề mặt trái đất. Phần còn lại được bao phủ bởi đại dương rộng mênh mông Panthalassa và một vài vùng biển nhỏ hơn. Sự tập trung lục địa bị đại dương bao quanh như vậy đã trực tiếp khiến khí hậu thời đó trở nên cực đoan. Hầu hết các khu vực đều nóng rát và khô hạn, nhiều nơi chỉ toàn cát và đá, hoang vu đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng đừng nghĩ lúc nào cũng như vậy, vẫn có mùa mưa chứ. Và một khi trời mưa thì đó là những siêu gió mùa mang tính huyền thoại. Cường độ còn vượt xa mọi cơn bão mà trái đất ngày nay từng trải qua. Môi trường khắc nghiệt đó khiến vùng nội địa Pangaea, đặc biệt là khu vực gần xích đạo, trở thành vùng cấm đối với sự sống. Tệ hơn nữa, giữa lục địa còn chắn ngang một dãy núi khổng lồ gọi là dãy núi trung tâm. Nó giống như một bức tường chia Pangaea thành hai phần, Bắc và Nam. Bức tường này không chỉ chặn luồng khí ẩm, mà còn khiến một bên sườn núi khô cằn như sao hỏa. Còn phía bên kia thì khí hậu kỳ quái, những siêu gió mùa cũng trở nên thất thường. Có thể nói, đó là một thế giới hỗn loạn và tàn khốc. Nhưng sự sống luôn biết cách len lỏi và tồn tại. Ở những vùng ven biển và phía nam có khí hậu ôn hòa hơn, sự sống vẫn kiên cường sinh sôi và tiến hóa. Hơn nữa, vì trái đất vừa trải qua một vụ tuyệt chủng thảm khốc cuối kỷ Permi, hệ sinh thái đang được khởi động lại. Các loài mới xuất hiện liên tục và đa dạng hơn bao giờ hết. Và chính trong thời kỳ có vẻ hỗn loạn đó, một nhóm sinh vật mà bạn chắc chắn rất quen thuộc đó là khủng long đã lặng lẽ bước lên sân khấu lịch sử. Những hiểu biết quan trọng nhất của chúng ta về nhóm khủng long nguyên thủy này đến từ hệ tầng Santa Maria ở Brazil. Hãy tưởng tượng vùng đất ấy. Một môi trường bán khô hạn, rừng thưa thớt rải rác, sông ngòi thì khi có khi không. Nếu thời gian có thể tua ngược lại, loài khủng long đầu tiên bạn có thể gặp ở đây chính là Herrerasaurus. Nó thuộc nhóm Herrerasaurida, dài khoảng 2,25m và được xem là một trong những cá thể lớn tại thời điểm đó. Nhưng đừng để chiều dài đánh lừa bạn. Trọng lượng của nó khá nhẹ, đại khái chỉ tương đương một con chó cỡ trung. So với những họ hàng sau này thống trị trái đất, Herrerasaurus chỉ là một tay săn mồi hạng nhẹ. Nó chủ yếu săn các loài động vật có xương sống nhỏ đến trung bình, như Cynodon, Rhynchosaur và các loài Archosaur cổ khác. Hình dáng và tập tính của chúng nhìn bằng tiêu chuẩn ngày nay đúng là hơi dị. Nhưng Herrerasaurus vẫn còn thuộc dạng dễ hiểu nhất. Còn điều khiến bạn bất ngờ hơn là một loài khác, Buriolestes. Nó có kích thước nhỏ hơn nữa, miệng đầy răng nhọn, kèm theo móng vuốt sắc bén và cũng di chuyển bằng hai chân. Nhìn bề ngoài, trông nó chẳng khác gì một phiên bản nguyên thủy của các loài khủng long chân thú hung dữ sau này, đúng không? Sai rồi, thực ra nó thuộc nhóm Sauropodomorpha. Vâng, chính là nhóm sau này tiến hóa thành các loài khổng lồ cổ dài như Diplodocus, Brachiosaurus và hàng loạt dạng ăn cỏ khổng lồ khác. Thế nhưng vào thời điểm đó, tổ tiên của chúng lại là những động vật ăn thịt nhỏ bé và cực kỳ linh hoạt. Các nhà cổ sinh vật học dựa vào đặc điểm xương đùi cong xuống dưới cùng các dấu hiệu đặc thù của cơ ngực tam giác trên xương cánh tay mới xác định được danh tính thật của loài này. Nhìn bề ngoài thôi, bạn sẽ không thể nào gắn nó với những gã khổng lồ hiền lành về sau. Và chính điều đó đã hé lộ một sự thật thú vị về tiến hóa sớm của khủng long. Trong thời đại đó, hầu như tất cả các loài khủng long đều đi bằng hai chân, kích thước nhỏ gọn và chẳng ai có thể ngờ rằng những sinh vật nhỏ bé, tưởng chừng tầm thường này sắp bước vào bước ngoặt định mệnh do một sự kiện chưa từng có thay đổi toàn bộ cục diện. Bạn tưởng rằng lúc đó chỉ có khủng long đang lặng lẽ phát triển. Không đâu, còn nhiều hơn thế.
Bên cạnh những khủng long đầu tiên, còn có cả một nhóm họ hàng thân thiết của chúng hoạt động rất sôi nổi. Trong khoa học, chúng được gọi là hình thái khủng long. Chỉ nghe tên thôi là biết chúng có quan hệ huyết thống rất gần với khủng long. Hình dáng cũng cực kỳ giống, nhưng vẫn thiếu một chút để đạt chuẩn khủng long chính thức. Ví dụ như Lagopeton, Marsupius hay Santopus. Chúng còn nhỏ hơn cả những khủng long nguyên thủy. Nếu nhìn từ xa, có khi bạn sẽ nhầm chúng với những con thằn lằn kỳ dị chạy bằng hai chân. Sự xuất hiện của chúng cho thấy họ hàng chủng Archosaur đang trỗi dậy mạnh mẽ vào thời điểm ấy. Và đó là một tín hiệu tốt, bởi trên sân khấu của Canyon, một loạt ngôi sao của cuối kỳ tam điệp sắp sửa xuất hiện. Ví dụ như nhóm Zawisuchid hung dữ và bá chủ vùng đầm lầy là Phytosaur. Cùng với đó là Aetosaur, những sinh vật giáp trụ bạn thường thấy trong tranh minh họa về kỳ tam điệp, tất cả đều đang bắt đầu xuất hiện. Làn sóng tiến hóa ấy còn lan sang nhiều nhóm khác. Những loài Lepidosaur nguyên thủy đầu tiên đã xuất hiện, chính là tổ tiên của thằn lằn hiện đại, rắn và Tuatara. Thậm chí hình thái tổ tiên của loài sẽ thống trị bầu trời sau này là Pterosaur cũng đã bước lên sân khấu. Lưu ý, chúng lúc này chưa phải là Pterosaur bạn thường tưởng tượng. Chúng chưa có cánh, nhưng cấu trúc cơ thể đã bắt đầu xuất hiện những đặc điểm chuẩn bị cho khả năng bay. Dưới nước cũng náo nhiệt không kém. Những loài bò sát biển kỳ lạ như Placodon đã xuất hiện. Chúng trông hơi giống một con rái cá biển hoặc một con rùa biển có mai phẳng. Cùng lúc đó, đại dương cũng đón nhận Cephalopod dạng Ammonoid, loài thân mềm có vỏ xoắn trông giống mực nang thờ hiện đại. Chúng về sau trở thành nhóm cực kỳ quan trọng trong sinh thái biển. Hưng thịnh kéo dài đến tận cuối thời đại khủng long, một số cá thể còn phát triển đến kích thước khổng lồ. Nhưng trong giai đoạn đó, chúng vẫn chỉ là những phiên bản nhỏ bé đáng yêu. Vậy nên Canyon tuyệt đối không phải một thời kỳ yên bình, mà là một đợt tái sinh mạnh mẽ và đầy thử nghiệm của sự sống sau thảm họa với sức sống bừng nở ở khắp mọi nơi. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là đoạn trailer của một thiên sử thi khổng lồ. Một cơn bão vô tận đang âm thầm tích tụ, chuẩn bị lật ngược toàn bộ trật tự sống trên trái đất. Vậy rốt cuộc điều gì đã kích hoạt trận mưa siêu khổng lồ kéo dài hàng triệu năm này? Tất cả manh mối đều chỉ về một cơn thịnh nộ núi lửa cấp độ toàn hành tinh. Khối năng lượng khổng lồ tích tụ dưới lớp vỏ khu vực bờ Tây Bắc Mỹ lúc bấy giờ cuối cùng đã bùng nổ. Một siêu khu vực núi lửa gọi là các tỉnh dung nham lớn Rangelia bắt đầu phun trào dữ dội. Trong mắt các nhà địa chất, kiểu hoạt động núi lửa cấp độ này có một thuật ngữ riêng, đó là tỉnh đá magma lớn. Nếu bạn quen thuộc với lịch sử trái đất, sẽ biết thứ này gần như luôn đi kèm với các thảm họa. Nhờ vụ tuyệt chủng lớn trong lịch sử, bao gồm thảm kịch cuối kỷ Permi và cuối kỷ Trias đều có dấu vết của nó. Và khoảng 234 triệu năm trước, trong thời kỳ Canyon, chuỗi núi lửa Rangelia phun trào dữ dội như thác đổ, xối vào khí quyển lượng tro bụi và khí khổng lồ. Trong số đó có kẻ phản diện mà chúng ta rất quen ngày nay là khí CO2. Lượng CO2 được phóng thích lần này lớn đến mức bất thường. Nó làm xáo trộn nghiêm trọng toàn bộ hệ thống khí quyển, đại dương. Hậu quả trực tiếp là nhiệt độ toàn cầu tăng vọt từ 4 đến 8 độ C. Hãy thử tưởng tượng, cả hành tinh như bước vào trạng thái sốt cao toàn thân, nóng đến mức như thiêu đốt. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Lượng CO2 khổng lồ còn giống như một liều kích thích mạnh, thúc đẩy vòng tuần hoàn nước toàn cầu tăng tốc dữ dội. Nói đơn giản, hệ thống bốc hơi, mưa của trái đất bước vào chế độ chạy điên cuồng. Đáng sợ hơn là, các nhà khoa học cho rằng, những núi lửa này còn phóng thích lượng lớn methane clathrate bất thường. Loại khí này có khả năng gây nóng lên toàn cầu mạnh gấp 86 lần CO2. Sự tham gia của nó không khác gì đổ dầu vào lửa. Khi tình trạng nóng lên mất kiểm soát, kết hợp với vòng tuần hoàn nước siêu tăng tốc, chỉ còn một kết cục duy nhất, đó là mưa. Mưa không ngừng, mưa không bao giờ dứt. Và như thế, sự kiện mưa Canyon, cơn bão bất tận viết lại lịch sử trái đất chính thức bắt đầu. Vậy lượng mưa khủng khiếp đến mức nào? Chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ tính chính xác được lượng mưa mỗi giờ, nhưng có thể chắc chắn rằng lượng mưa lúc bấy giờ đã đạt tới mức độ khó mà tưởng tượng nổi. Dùng một phép so sánh sinh động, đó không còn là mưa như chút nước nữa, mà như thể chút cả đống khủng long và nhánh họ hàng cá sấu cổ đại. Mức độ điên cuồng vượt xa mọi tưởng tượng. Hiện tượng khí hậu cực đoan này đã để lại bằng chứng rõ ràng trong các lớp đá. Các nhà khoa học phát hiện rằng, ở một số địa tầng, sức xói mòn do mưa thời đó mạnh đến mức nó đã cuốn bay toàn bộ lớp trầm tích bên trên, làm lộ ra phần đá gốc sâu dưới lòng đất hàng km, những thứ vốn dĩ hoàn toàn không thể thấy được trên bề mặt. Phải cần một lượng mưa kéo dài và dữ dội đến mức nào mới gây ra nổi điều đó. Một bằng chứng quan trọng khác chính là hổ phách. Trong một số lớp đất cổ, các nhà khoa học tìm thấy lượng hổ phách hình thành rất lớn, mà loại nhựa cây này chỉ có thể tích tụ được trong môi trường mà lượng mưa lâu dài luôn vượt xa mức bốc hơi.
không chỉ lượng mưa khủng khiếp mà thời gian kéo dài còn kinh khủng hơn. Biến cố khí hậu này kéo dài gần 2 triệu năm. Trong địa chất học, nó được gọi là một thời kỳ khí hậu ẩm ướt. Tất nhiên không phải từng phút trong 2 triệu năm đều mưa, mà là toàn bộ giai đoạn này có lượng mưa cao vượt chuẩn bình thường và liên tục bị xen kẽ bởi những trận mưa cực đoan. Bản chất của nó là trái đất bước vào một kỷ nguyên siêu ẩm kéo dài. Từ đó, cấu trúc khí hậu toàn cầu thay đổi hoàn toàn. Từ trạng thái nóng khô chủ đạo, hành tinh chuyển sang siêu ẩm trên phạm vi toàn cầu. Hãy tưởng tượng một khu rừng nhiệt đới ẩm ướt và lầy lội nhất mà bạn từng thấy, rồi hình dung rằng nhiều vùng đất trên trái đất lúc đó đã trở thành như thế. Đầm lầy trải dài khắp nơi, thậm chí xuất hiện những hồ nội địa khổng lồ, to đến mức khiến ngũ đại hồ Bắc Mỹ ngày nay trông nhỏ bé. Trái đất như thể mắc trứng, sợ khô. Nhưng thú vị ở chỗ, mọi thứ đều có hai mặt. Dù mưa là chủ đạo, nhưng hạn hán không hoàn toàn biến mất. Ở một số vùng nội địa của siêu lục địa Pangaea, đặc biệt là những khu vực vốn đã cực kỳ khô hạn như trung tâm sa mạc, biến đổi khí hậu có thể đã khiến vài khu vực thậm chí còn khô hạn hơn trước. Những nơi đó vốn đã nóng đến mức có thể nướng chín cơ thể sống, khô hạn đến độ trở thành vùng cấm sinh học. Nếu môi trường tiếp tục xấu đi, gần như không loài nào còn có thể tồn tại. Tóm lại, trong hơn 1 triệu năm, trái đất bị bao phủ bởi một kiểu thời tiết ẩm ướt và mưa dầm dai dẳng. Nghe có vẻ giống thành phố Cyberpunk lúc nào cũng mưa trong tác phẩm khoa học viễn tưởng, nhưng thực tế thì chẳng có chút lãng mạn nào. Nó giống một cuộc đại biến đổi ở cấp độ tận thế hơn. Và sự thật chứng minh rằng giống như nhiều thảm họa từng gây diệt vong khác. Sự kiện Carnian Pluvial Episode giờ được xem là một cuộc tuyệt chủng lớn từng bị lãng quên trong lịch sử trái đất. Sự thay đổi môi trường khắc nghiệt, những đợt lũ lụt trên phạm vi toàn cầu và sự nóng lên khí hậu đã khiến tỷ lệ tuyệt chủng nền của các loài thời đó tăng vọt. Thực tế là trước khi giả thuyết sự kiện mưa Carnian được đưa ra, các nhà khoa học đã phát hiện từ hồ sơ hóa thạch rằng từng có một đợt chết hàng loạt xảy ra trong giai đoạn Carnian. Chỉ là lúc đó chưa tìm được nguyên nhân. Và giờ thì câu đố cuối cùng cũng có lời giải. Trận mưa kéo dài hàng triệu năm này đã thực hiện một cuộc thanh lọc tàn nhẫn đối với hệ sinh thái trái đất. Đáng bất ngờ là những sinh vật biển tưởng chừng tách biệt khỏi mưa lại bị tàn phá nặng nề nhất. Một giả thuyết chính cho rằng sự kiện Carnian đã phá vỡ nghiêm trọng hóa học đại dương, đặc biệt là sự suy giảm của các nền carbonate, khiến những loài phụ thuộc vào việc tạo carbonate để tồn tại rơi vào cảnh diệt vong. Kết quả là hàng loạt sinh vật như Conodon, Bryozoa hoàn toàn biến mất, trong khi tảo biển và Crinoid cũng bị tổn thương nặng nề, số lượng giảm mạnh. Bạn có thể thắc mắc, mưa thì liên quan gì đến đáy đại dương? Điểm mấu chốt nằm ở độ mặn. Hãy tưởng tượng, hàng triệu năm nước ngọt điên cuồng đổ vào biển như một cốc nước muối bị pha loãng liên tục bằng nước lọc. Độ mặn của nước biển giảm mạnh. Đối với chúng ta thì chẳng sao, nhưng đối với nhiều loài sinh vật biển, hệ thống cân bằng muối tinh vi trong cơ thể bị phá vỡ hoàn toàn. Đó chẳng khác nào một kiểu tra tấn sinh lý. Và điều này lại một lần nữa đẩy tỷ lệ tuyệt chủng lên cao. Thế còn trên đất liền thì sao? Có an toàn hơn không? Câu trả lời là không hề. Dù tình hình không tuyệt vọng như dưới biển, nhưng lũ lụt và biến đổi môi trường vẫn là một thử thách sinh tử đối với sinh vật trên cạn. Một trong những nhóm xui xẻo nhất chính là Rhynchosaur, những loài ăn thực vật từng cực kỳ thành công. Chúng thuộc nhóm Archosaur hình thái nguyên thủy, và trong đầu Carnian, chúng từng giữ địa vị thống trị, những cá thể dài tới 2 mét với đặc trưng là sọ tam giác có lỗ mở lớn. Ở một số khu vực, hóa thạch của chúng chiếm tới 40-60% toàn bộ động vật được tìm thấy. Chúng thực sự là bá chủ đất liền lúc đó. Nhưng sự kiện mưa Carnian đã đảo lộn toàn bộ luật chơi. Khi toàn cầu trở nên ẩm ướt hơn, các kiểu rừng và thảm thực vật thay đổi mạnh mẽ. Nguồn thức ăn chính mà Rhynchosaur ưa thích ngày càng khó tìm, kết quả là chúng gần như bị quét sạch. Cả gia tộc gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Chỉ còn một họ, Hyperodapedontida, cố gắng cầm cự. Nhưng ngọn lửa tàn này cũng không duy trì được lâu, và họ này cuối cùng cũng biến mất trong những giai đoạn địa chất tiếp theo. Có thể nói chúng hoàn toàn có lý do để ghét mưa. Một nhóm khác có số phận tương tự là Zicynodon, nhóm mà chúng ta quen thuộc hơn. Nhóm này có lịch sử lâu đời hơn nhiều, bước ra từ kỷ Permi và để lại những loài nổi bật như Lystrosaurus hay Placerias. Chúng là nhóm động vật có răng nanh, hình thái đa dạng trong nhóm Synapsid cổ đại. Nhờ sự đa dạng cao hơn, Dicynodon chịu đựng được lâu hơn Rhynchosaur, cho thấy sức sống mạnh mẽ hơn. Nhưng thảm họa khí hậu kéo dài này cuối cùng cũng bào mòn may mắn của chúng. Ngay sau sự kiện mưa Carnian, vào khoảng 211 triệu năm trước, nhóm từng huy hoàng hàng chục triệu năm này cũng tuyệt chủng hoàn toàn. Nhưng điều kỳ diệu nhất của sự kiện mưa Carnian là dù nó gây ra một đợt tuyệt chủng nhưng đồng thời lại mở đường cho một số nhóm khác vươn lên thống trị. Có thể nói rằng rất nhiều loài thực sự nên cảm ơn cơn mưa này. Và những kẻ hưởng lợi lớn nhất
không còn nghi ngờ gì, chính là thực vật. Khi toàn cầu trở nên ẩm ướt, rừng và đầm lầy mở rộng với tốc độ chưa từng thấy. Những nhóm như cây lá rộng cổ và Benetital bùng nổ mạnh mẽ. Chúng nhanh chóng đa dạng hóa, tạo nên nền tảng cho thế giới thực vật suốt phần còn lại của chúng sinh. Và sự thịnh vượng của thực vật đã trực tiếp nuôi dưỡng sự bùng nổ của động vật, đặc biệt là nhóm sinh vật sẽ trở thành bá chủ trái đất trong tương lai, khủng long. Đúng vậy, trận mưa này rất có thể là bước ngoặt quan trọng giúp khủng long trỗi dậy. Sau sự kiện mưa Carnian, độ đa dạng của khủng long, tốc độ tiến hóa và kích thước cơ thể đều tăng mạnh. Hồ sơ hóa thạch cho thấy điều này vô cùng rõ ràng. Trong các tầng địa chất trước đó chỉ có vài loài khủng long lẻ tẻ. Nhưng sau trận mưa, chỉ riêng hệ tầng Ishiguelasto ở Argentina đã có ít nhất 8 loài khủng long sống cùng thời. Trong số đó, có một trong những loài săn mồi lớn nhất của cả kỷ Tam Điệp, đó là Herrerasaurus. Nó dài tới 6 mét, sở hữu những chiếc răng có răng cưa sắc bén và là kẻ săn mồi đầu bảng trong hệ sinh thái thời đó. Hiện đã tìm được hơn 50 mẫu hóa thạch của loài này. Sống cùng thời còn có Staurikosaurus, Aeroraptor và nhiều khủng long nguyên thủy khác, cho thấy một mức độ đa dạng chưa từng có, và đó mới chỉ là khởi đầu. Cú nhảy vọt thực sự về kích thước xảy ra sau trận mưa này. Khoảng 228 triệu năm trước, xuất hiện những loài Sauropodomorph khổng lồ nguyên thủy như Lesemsaurus. Cơ thể chúng dài tới 12 mét và nặng ước tính khoảng 10 tấn, gần tương đương trọng lượng một con voi châu Phi trưởng thành. Đây là lời mở màn cho thời đại của những gã khổng lồ thật sự ở kỷ Jura và kỷ phấn trắng sau này. Tuy nhiên, Tam Điệp không phải là kỷ mà khủng long độc chiếm trái đất. Nhiều nhóm sinh vật khác cũng vươn lên mạnh mẽ nhờ trận mưa này. Ví dụ như Aetosaurus, một nhóm Acosaur họ hàng gần với cá sấu. Có ngoại hình giống cá sấu bọc giáp cỡ trung nhưng lại sống trên cạn và đa số là động vật ăn thực vật. Sự mở rộng của rừng đã mang đến nguồn thức ăn dồi dào cho chúng, giúp chúng trở thành một trong những nhóm động vật đất liền thành công nhất lúc bấy giờ. Một loài thắng cuộc khác là Phytosaur. Không có gì khó hiểu, vì những kẻ săn mồi bán thủy sinh này cực kỳ thích hợp với thế giới đầy đầm lầy và siêu hổ lúc đó. Chúng nhanh chóng đa dạng hóa, và kích thước thì phình to như bóng bay, to đến mức đủ khiến bất kỳ loài nào dám tới mép nước uống đều phải dè chừng. Thậm chí tổ tiên của cá sấu và rùa hiện đại cũng tìm thấy cơ hội tiến hóa trong thời kỳ mưa kéo dài này và bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển mới. Vì vậy, việc chúng ta còn thấy cá sấu và rùa ngày nay có lẽ thực sự phải cảm ơn cơn mưa 234 triệu năm trước đó. Cuối cùng phải kể đến loài săn mồi số 1 trên cạn thời bấy giờ, Giao Y Suchit. Chúng là nhóm Acosaur, bốn chân cực kỳ hung dữ, sở hữu lực cắn mạnh cùng lớp giáp nặng nề, tinh khí chắc chắn không hề dễ chịu. Ảnh hưởng của trận mưa đối với chúng vẫn còn gây tranh cãi. Nhưng điều thú vị là, trong và sau sự kiện mưa Carnian, không chỉ xuất hiện thêm nhiều chi mới trong nhóm này, mà kích thước của chúng cũng có xu hướng lớn dần. Chúng ta thấy những cá thể dài 7 mét, nặng khoảng nửa tấn như Prestosuchus, và những loài còn lớn hơn xuất hiện muộn hơn như Phasolasuchus. Dù điều này có liên quan trực tiếp đến trận mưa hay không, thì sự kiện kéo dài 2 triệu năm này đã thực sự nhấn nút Reset cho sự sống trên trái đất, vĩnh viễn thay đổi hướng đi của tiến hóa. Vậy cơn mưa kéo dài suốt 2 triệu năm đó đã dừng lại bằng cách nào? Và sau khi mưa tạnh thì điều gì đã xảy ra? Kết cục cuối cùng là gì? Giống như mọi quy luật vận hành của vạn vật, những đợt phun trào núi lửa điên cuồng cuối cùng cũng cạn kiệt năng lượng. Dung nham không còn tiếp tục trào ra, khói khí cũng không còn lan tỏa. Khi nguồn cung khí nhà kính bị cắt đứt, hệ thống trái đất bắt đầu tự điều chỉnh lại. Những cơn mưa bất tận dần yếu đi và khí hậu toàn cầu cuối cùng trở về trạng thái quen thuộc, đó là khô nóng. Nhưng ảnh hưởng của sự kiện mưa Carnian đã sớm khắc thành dấu ấn vĩnh viễn trong bộ gen của sự sống trái đất. Sự xáo trộn và nâng cấp toàn diện trong giới động vật mà nó gây ra đã tạo nên một loạt phản ứng dây chuyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định toàn bộ mô hình tiến hóa trong hàng trăm triệu năm sau đó. Sự xuất hiện của chính loài người chúng ta có lẽ cũng phải cảm ơn trận mưa kéo dài đến phi lý ấy. Giờ thì đến lượt bạn, nếu một ngày nào đó trong tương lai, trái đất thực sự bước vào một cơn mưa kéo dài vài năm, thậm chí vài chục năm, ngoài việc ở nhà xem hết toàn bộ những bộ phim còn dang dở, bạn sẽ làm gì để vượt qua quãng thời gian ẩm ướt đến vô lý ấy? Trồng cả một khu rừng ngay trong nhà, hay luyện thành bậc thầy câu cá giữa đầm lầy? Chào mừng bạn chia sẻ cẩm nang sinh tồn mùa mưa siêu dài của mình ở phần bình luận. Hãy cùng nhau chuẩn bị trước khi mưa thật sự kéo đến. Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Nosic duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.